Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của con đực lỡ ha. Đó thì con đực này thì nói chung thì lụng 9 tháng tuổi vậy cô chú chị. Đó lụng 9 tháng tuổi rồi, nhưng nói chung thì chủ nhà nó cũng thiếu thốn, cũng bỏ bê nên nó cũng không có pin lực khung, nhưng mà được con cái thì con này thì cung tàn cung xương thì rất lớn cô chú chị. Đó một cung tàn cung xương thì rất lớn ha. Đó thì cô chú chị nào thấy con đực này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Đó thì em quan sát thì con đực này thì chân móng thì hoàn thiện nè, không ổ ốp xe là xuống rúng ruột gì của chú chị. Đó đực thì nói chung thì lụng 9 tháng tuổi rồi. Đây chân móng là chân móng sò, xương sóc thì rất to. Chiều cao của nó là 1m26 tới 27 bò, chiều cao là 1m26 tới 27 bò ở phía sau xương khu của chú chị. Đó còn ngay chỗ giữa sái nó thì chầm khoảng 1m19 1m2 bò. Đó tầm khoảng 1m19 1m2 bò ngay sái ha. Đó còn phía sau xương khu thì 1m26 27 bò. Đó thì con bò này thì anh chủ nhà bán giá là 15.500. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tung hình. Đó nên nói chung thì anh chủ nhà đưa ra cái mức giá con đực này thì rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó nói chung thì lỡ bò, bò thì 9 tháng tuổi rồi. Đó nó là một con bò kem xám ha. Nói chung thì những bò dòng kem xám này nuôi thì nói chung thì rất là lớn cô chú chị. Đó tại vì chủ nhà nuôi cũng không có thích ăn, nó không có cỏ rác gì, không có rơm, chỉ ăn rơm uống nước lã không có gì. Đó thì bà con nào mình ưng thì mua về mình có điều kiện đó mình dỗ thêm ha. Đây nó là dòng kem xám tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó những con bò mà chiều cao là 1m26 1m27 bò cái sân khu là những con bò lớn lắm cô chú chị. Đây đó chân móng nè, chân móng là chân móng sò, xương sóc thì rất to. Đó không ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đây chân trước nè cô chú chị. Đó thì về phần mặt mài nè. Đó em nói cái dòng kem xám này thì nuôi thì nói chung thì lông nhuyễn nhừ luôn. Nó da mỏng lông nhuyễn cô chú chị. Đó có cái chủ nhà nuôi không thiếu thốn đó. Đó 15.500. Đó giá này là giá tại chuồng nha cô chú chị, giá này không bao ship ha. Đó thì bà con mình thấy ưng thì mua về mình nuôi dỗ thêm. Nói chung thì về số lãi nè, chích sắn gan rồi ha. Đó rồi nó ăn uống mạnh thì nó sẽ phát tới lên đi cô chú chị. Đó khung tàn khung xương thì rất lớn luôn. Đó 9 tháng tuổi rồi còn có 15.500 hết biết con bò luôn. Nói chung thì anh chủ nhà đưa cái mức giá thì nói chung thì rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình nè. Đây chân móng là chân móng sò, xương sóc thì rất to luôn. Đó không ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì bà con mình thấy ưng thì mình thêm tới xem lưu cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Đây. Đó đít nè, dai nè. Nói chung thì dai là cũng nở nang nè cô chú chị. Đít nở dai nở nè, nhưng con cái thì nó hơi dẻo bò thôi ha. Dai nè, nó dai thì nói chung thì cũng dai đôi. Được con cái thì nó hơi dẻo bò thôi. Đó cô chú thấy cái dàn dai dàn lưng của nó nè. Đó em nói con đực này cái giá thì nói chung thì rất yêu thương luôn. Đó thì bà con mình ưng thì mua về mình nuôi dỗ thêm ha. Đó bò 9 tháng tuổi thì nói chung thì cũng lứa bò rồi cô chú chị. Đó thì đi nói chung thì toàn gấp xe không à. Thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Tướng tá thì rất dài đòn luôn. Đó em nói những con bò này mình về mình nuôi là nói chung thì ít tháng thì con bò này nó ăn uống mạnh khỏe nó phát nó lên. Đó thì nói chung thì con bò này cái đường lời thì rất cao luôn cô chú chị. Đó, cái đường lời rất cao luôn, chiều cao là 1m26 1m27 bò phía sau sân khu. Đó, tướng tá cấp mình nè. Đó mặt mài nè. Đây chân móng là đứng thẳng rẳng luôn ha. Đó thì hình ảnh về giá cả của con lỡ này em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để cùng lên. Đó giá là 15.500. Đó 15.500 là giá này giá tại chuồng nha cô chú chị. Đó thì nói chung thì những con đực như thế này là thì ship có mấy trăm ngàn cô chú chị. Đó gần thì 300 còn xa thì 500 600 ha. Đó thì hình ảnh về giá cả của con đực này lỡ thì em có đến đầy đủ cho cô chú chìm xong rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó con mẹ thì con mẹ kem tơ tàn sắc nhất được cô chú chị. Đó thì nói chung thì hiện tại nó đang giữ con cái siêu cọp. Đó giữa con cái này thì lứa đầu tiên luôn. Đó mẹ tơ mới đẻ lứa đầu luôn cô chú chị. Đó con thì được 4 tháng rưỡi tuổi ha. Con mẹ thì nói chung thì anh chủ nhà bán thì cũng không thông tin luôn. Nói chung thì nó cũng lên giống nước hay nước cô chú chị. Đó cũng lên giống nước hay nước rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình.
Đó thì con của nó thì em quan sát là chân móng thì hoàn thiện luôn. Đó. Con nó thì sao mình để làm giống sinh sản luôn cô chú chị. Đó, con mẹ kiểu mẫu nè, con mẹ thì tàn sắc nhất luôn. Đó, con mẹ thì chiều cao là 1m4 bò, nó 1m4 tới 1m42 bò nè cô chú chị. Đó thì bộ mẹ con này thì chủ nhà bán giá là 30 triệu. Đó, 30 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, cô dùng 200 số ha. Đó, cô chú chị nào có thông tin liên hệ số điện thoại để tầm thân. Đây, con nó thì con cái siêu cọp, con nó thì sao mình để làm giống sinh sản luôn cô chú chị. Mẹ tàn sát nhất nè, mẹ tơ được con cái thì mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên. Đó, con nè. Đó thì nói chung thì dòng kem thì để con ra nói chung thì nó cũng rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó, cũng rất mát sữa luôn. Đây, con chân móng nè. Đó, con thì em quan sát chân móng là chân móng sò rúng nè. Đó, rúng yếm nè cô chú chị. Con này thì em nói chung là sao mình để làm giống sinh sản luôn. Đó, F215 đó nè. Đó, F215 thì nói chung thì cũng rất nhuyễn luôn ha. Đó, về phần mặt mày này cô chú chị. Đó thì về phần mặt mày con thì đầu trụi ha. Đó, con thì đầu trụi nè, đất khu tứ tá cấp mình nè cô chú chị. Mẹ tàn sát lớn hết biết rồi. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình đã mua ha. Đó, về phần con mẹ rúng nè. Mẹ thì có bông đây cô chú chị. Đó, tướng tá sườn sóc rúng yếm nè, nó có bông ha. Đít khu nè. Đó, con mẹ nè, mẹ cái ngang hết biết cái ngang luôn cô chú chị. Đó, một khung tàn khung xương rất lớn luôn. Đó, hết biết không? Chiều cao là 1m40, 1m40, đó 1m4 tới 1m42 bò. Đó, nói chung thì nó cũng nằm gì tàn sắc nhất rồi. Đó, xe lưng nè, xe lưng thì con mẹ này một sái lưng thì nghiêm chỉnh. Đó, với tên dai nó có một sái nữa cô chú chị. Đây mặt mày nè, đầu nè. Đó, xe mặt thì nghiêm chỉnh nha. Nói chung thì nói là dòng F1 thì nó dạng sừng. Đó, F1 thì nó là dạng sừng cô chú chị. Đó, tướng tá cấp mình nè. Đó, chân trước nè. Đó thì bà con mình ưng thì mình xem tới xem luôn cho kỹ đi. Nó nói chung thì ưng mình không mua ha. Thì nói chung thì tất nhiên hình em cũng thương lượng giá bà con mình hết rồi. Đó thì con của nó thì chiều cao là 1m12 bò cô chú chị. Con nó chiều cao là 1m12 bò, còn mẹ chiều cao là 1m4 đến 1m42 bò. Đó thì đối với những bộ mẹ con mình đã rồi thì bên em bán cho bao lội cô chú chị tầm gần 3 tháng. Đó, nếu gì có lú hí trục trặc thì bên em có thâu bò về, hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đây con mẹ vú thì 4 vú nha. Đó, vú thì 4 vú luôn cô chị. Nhưng được con cái thì nó đẻ con rất tốt luôn. Đó, con nó thì sẽ lưng nghiêm chỉnh ha, cái mặt thì ngay miếng mắt qua sẽ lưng thì nghiêm chỉnh. Đó, con nó sao để làm giống sinh sản luôn. Qua coi. Đây, tướng tá cấp mình. Còn con cái dây dài quá, rồi dài. Đó, con tướng tá cấp mình. Đó, con kiểu mẫu nè. Đó, mẹ con này giá là 30 triệu. Nhưng nói chung thì con nếu mà con mẹ này hồi tơi chữa thì lụng cũng 3 mấy triệu rồi. Đó, nhưng mà nói chung thì tước thì giá nó còn nỉnh nỉnh cô chú chị. Còn nói chung thì lúc này thì nói chung thì mẹ con này thì bán thì nói chung cũng có cỏ giá thịt giá bê luôn à. Đó, nhưng mà nói chung thì bò thì sẽ. Đó, bò thì tướng tá cấp mình thì nói chung thì sao mình để làm giống sinh sản luôn. Còn con nó là dòng siêu cọp với cô chú chị. Đó thì bà con nào ưng thì mình mua về để làm giống sinh sản nha. Đó thì đi còn ghép xe không à. Thì bà con nào ưng thì mình thêm tới trong lô cho kỹ đi. Đó, nói chung thì ưng mình nó mua. Thì trước khi hình đây có thương lượng sức giá bà con mình hết rồi. Đó thì bà con mình bỏ ra mấy chục triệu để mình mua cặp bò về mình làm giống sinh sản nè. Đó, hoặc mình nuôi vú béo nè. Đó thì bà con mình thêm tới trong lô cho kỹ đi. Nói chung thì ưng mình nó mua ha. Mẹ thì một tàn xương rất lớn luôn. Đó, mẹ con tàn con xương thì rất lớn luôn. Đó, chiều cao tới 1m4 tới 1m40 như bò là nằm về tàn sắc nhất rồi. Đó, còn con nè. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mẹ con em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó, cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại tầm hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì cho em xin tên số của nhà cho cô chú chị mình trực tiếp nha. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em gửi đến cho cô chú chìm xong rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.